nhưng không có thấy tên đường nào đặt tên tiếng Việt cả. Cái mơ ước của ảnh là ảnh sẽ phát triển cái sự nghiệp ảnh để đặt tên đường người Việt Nam trên đất Mỹ. Thì tôi rất là ủng hộ cái hành động của em này. Ok, chúng ta chuyển qua cái sự việc Thiện Am mướn 5 luật sư để thưa về sự việc 50 người. Thì các bạn biết rằng là tại sao bên nhóm chính nghĩa địa người ta có cái giấy quyết định thưa gửi, còn những YouTuber bên bảo vệ Thiện Am lại không có, lúng túng. Và những cái người già, con nói các cô chú anh chị nghe nè, con là cái người thực tế nhất, có cái gì con nói cái đó và con phân tích theo hướng tâm từ. Các cô chú không tin tưởng thì thôi, con không biết là nói làm sao con tin tưởng. Đây là giấy trắng mực đen và đây là giấy trắng mực đen và đây là có cái mộc. Nếu cô không tin con thì cô cũng phải tin cái mộc này chứ. Đây là cái mộc. À, tại sao tôi đã có tấm này? Cái tấm này là cái tấm mà bên nhóm chính nghĩa địa đã post lên trên mạng. Không tin thì thôi. À, tôi không biết là tại sao những cái người bảo vệ Thiện Am hàng top 1, top 2, top 3 là em Toán và cô Lan và chú Trần Đình Nguyên không nói gì về sự việc này cả. Tôi nghĩ là họ không biết gì cả. Họ nói họ bảo vệ Thiện Am mà cái chuyện này động trời động đất mà họ không biết thì tôi thua. Đây. Đây. Bữa nay mạng yếu quá, không biết làm sao nữa các bạn. Nó rớt mạng liên tục các bạn ơi. Xin chào em Vất Việt Lê nha. Đây. Đây là quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mà tại sao bên nhóm bảo vệ Thiện Am không có. Tôi phải bất ngờ à. Các anh chị nói các anh không có, tôi thấy bất ngờ ghê. Các anh nhận tiền đô của Mạnh Thường Quân gửi về cho các anh chị à, đã mập thay 2 năm nay rồi mà bây giờ sắp sửa xét xử cái vụ án mà 50 người xông vào tỉnh thất Bồng Lai thì các anh lại lờ đi. Tôi không biết là tại sao đó. Rồi ca hát đó chứ. Ca hát rồi lờ đi, rồi người thì là mổ tim, người thì bị bệnh tùm lum tùm la hết. Các bạn thấy là rõ ràng là họ nói vậy chứ họ đâu phải vậy. Mà khán giả thì nghe mày thương lắm. Chửi chúng tôi là quay lưng, quay xe, quay đầu. Các bạn thấy chơi gì chứ ai chơi lại. 2 năm nay nhận tiền không biết là bao nhiêu chục ngàn đô. Mà bây giờ Thiện Am sắp sửa xét xử rồi, ngày 19 tháng 12. Sắp sửa xét xử rồi mà bây giờ vẫn còn ca hát ca nhạc. Vì sao vậy? Anh ta đang bị thưa. Các bạn nhớ rằng hôm trước có những khán giả bên nhóm chính nghĩa địa điện cho mình bảo rằng là anh này đang lục soát nhà là anh thưa. Người ta đã lấy dữ liệu từ những cái laptop, những cái điện thoại ảnh rồi hết trơn rồi. Và ảnh đang trong quá trình điều tra. Chính CEO Mỹ Vương Hằng bảo rằng là anh này đã bị khởi tố rồi nhưng mà cho tại ngoại. Tôi nói các bạn nghe. Mà mình nghĩ là cái việc đó hơi đúng đúng thì phải. Tại vì rất nhiều người nói mình câu chuyện này. Chắc lạnh rồi. Lạnh tống cấy rồi. Bị cái vụ đó liên quan đến cái vụ thư gửi. Thì cái vụ thư gửi đó lại có cuộc gà cuộc dịch. Tại sao? Cái vụ án đó, thư gửi đó có liên quan đến ông Thắng bà Mai. Mà cái vụ 50 người này cũng liên quan đến ông Thắng bà Mai. Do đó anh ta đâu dám hó hé. Anh ta hó hé là bên kia thưa anh ta liền. Do đó các bạn thấy rõ ràng không? Ai được lợi nhất trong câu chuyện này? Ok? Ai được lợi nhất trong câu chuyện này? Đây. Cái chữ người ta ghi rõ ràng là 13:30 ngày 9 tháng 12 năm 2021 mà dám nói là ngày 10 tháng 12, tôi cũng không biết làm sao nữa. Cái đơn người ta giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy mà không chịu đi tìm, mà cứ tối ngày cứ nói là đền mạng, đền tội gì tùm lum, ông Thắng bà Mai đền tội, mà ta làm gì ra tội. Các bạn coi cái dòng thứ ba giùm mình. Vật chứng, nhân chứng không có. Bây giờ bên ông Thắng bà Mai chấp luôn, đưa luật sư YouTuber lên bảo vệ luôn. Một người đấu với 5 người luôn. Các bạn thấy ghê chưa? Tại vì sao vậy? Đâu có bằng chứng gì đâu bắt người ta. Nếu có bằng chứng đâu có cần phải đứng 5 luật sư. Một người một đủ rồi. Các bạn thấy lần đầu tiên ông luật sư Lê Ngọc Luân ông lên ông phản biện cho Thiện Am, quý vị thấy xuất sắc không? Mà cuối cùng lại chì chết, cuối cùng lại chửi mắng người ta, khán giả xui qua chửi mắng người ta đến nỗi người ta sợ, mỗi lần mà muốn họp báo hay gì đó người ta kêu Thiện Am lên luôn cho rồi. Cho các bạn biết tại sao mỗi lần mà đi họp
vì luật thế này thế kia, thì tại sao luật sư Lê Ngọc Lân phải mời Thiền Am, nguyên gia đình Thiền Am lên Sài Gòn để làm gì vậy? Sợ quá người ơi. Mà hôm nay tôi nói với vợ nghe tin tức là vui. À, cái điện thoại nè là bị bể rồi, tôi tính bán bỏ. Mà tôi thấy uổng quá, tôi sửa lại. Không biết anh thợ đó sửa hay quá sao mất wifi luôn, wifi yếu xìu à. Do đó là phải bật 3G. Mà mình thì không có sim 3G, tự nhiên cái hôm nay lục lục trong tủ nhớ còn cái sim mà không xài, đút vô xài 3G. Thì tôi nói mọi người nghe là một gần chứng cứ ở trong cái điện thoại này luôn mà mình không hay. Các bạn, một gần chứng cứ trong trong cái điện thoại này luôn. À, có ai á, có ai mà đổi điện thoại này với điện thoại 13 Pro Max thì mình đổi nha. Sắp tới mình sẽ làm theo cái trong cái điện thoại này. Trời ơi, một gần cái chứng cứ trong này luôn các bạn, mà tại vì nó hư rồi mình bỏ lâu rồi, bây giờ mình thấy tiếc quá. Mình tính bán bỏ, người ta mua có 100.000 mình bán bỏ thì kỳ. Thì thôi thì mình ép kiến lại, thì sau khi ép kiến xong nó mất wifi luôn, vô hoài không được. À, thì hôm nay tự nhiên cái hứng ra cái đem cái này đi sửa, giờ phát hiện ra trời đất ơi, một gần chứng cứ. Tôi sẽ cho các bạn xem những tin nhắn hồi thở xa xưa mà khán giả nhắn cho tôi mà tôi quên. À, chửi mắng luật sư là sự cái đạo. À, đúng. Tôi sẽ cho các bạn xem. Rất nhiều các bạn ơi, kinh lộn các bạn ơi. Và có những người chửi mắng tôi nữa. Đâu rồi? Cái tin nhắn giữa Hoàng Quyên nhắn cho thám tử Cao đã mất tiêu rồi ta. Trời ơi, tôi nói mọi người nghe là một gừng. Tôi nói mọi người nghe là một gừng về cái tin nhắn luôn các bạn. Trời ơi, quá trời tin. Cái thử xa xưa mà tôi quên. Tại vì chúng ta đổi Zalo cái là tôi mất hết chúng ta đổi Zalo cái là chúng ta mất hết trơn hình ảnh nè. Nhưng mà không biết là tại sao hình ảnh nó vẫn còn nằm trong cái điện thoại này, tại mình đau về mình xem mà. Trời ơi, quá trời hình ảnh các bạn ơi, quá trời. Đây nè. Dung lượng đã sử dụng đâu mất tiêu rồi. Ủa, tôi mới coi cái đọp đây mà nó mất tiêu các bạn. Phương tiện ảnh. Ảnh này ảnh gì đây? À, ảnh này về cái social đúng không? Để các bạn chờ mình chút xíu để cho mình mở cho các bạn xem nha. Trời ơi, quá trời cảnh rồi các bạn ơi. Người này thương người kia, người kia thương người lại tùm lum tà la hết trơn. Đây là tin nhắn tôi nhắn cho cái chủ xe bên cái người mà bên Thiền Am mua đó, bán cho Thiền Am đó. Cái xe chỉ có 345 triệu à, mà giá nó 480, tôi cũng quỳ lại. Rồi sau đó nói mua xe về sửa, nhưng mà trước đó video thì nói mua đề xe này về chạy rồi không cần sửa. Các bạn thấy trời dãy the mà đồ che mắt thánh chưa? Từ từ các bạn, nhiều lắm, không biết đâu mất tiêu. Hồi nãy tôi mới xem được mấy tin nhắn mất tiêu rồi. À, coi được cái tin nhắn mà bên Thiền Am đòi trả ấy nữa, đòi trả khán giả lại nữa, đòi đất thám tử Cao trả khán giả lại, cười xỉu xỉu các bạn. Còn đây là cái đơn tình báo mất tích. Vô qua lấy hoài lấy không được. Đây là đơn trình báo mất tích của cô Lê Kim Huệ. Tìm chị là Lê Thu Vân. Này, chị Lê Kim Huệ lại Thiền Am để tìm chị mình, nhưng mà bị Thiền Am bảo rằng bà bán giấy số. Mà thôi, bây giờ người ta ghét mình lắm rồi các bạn. Người ta nói xấu mình quá trời, thì Ngam không đâu còn tin tưởng mình với đâu mà mình bảo vệ các bạn. Đâu rồi? Đây. Đây. Các bạn xem kỹ nha. Rõ không mọi người, rõ không?
Đây là vụ án không của riêng Thiền Am, thám tử Cao thấy đó. Vụ án này là vụ án của dư luận, trên thực tế là Thiền Am. Tiền thuê luật sư là tiền fan Thiền Am cho sư phụ. Để tôi phân tích, tôi chụp cái chữ này to lên cho các bạn xem nha. Các bạn chờ chút. Dốt công nghệ quá phải chịu thôi. Đây, các bạn thấy rõ không? Cái lời hồi nãy cái chị nào nói đúng đó, cái chị Phạm, anh Phạm Nghĩa, chị Phạm Nghĩa nói đúng đó. Đây 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 đây. Đúng chưa? Trời ơi, nói với tôi là sách nó có chứng đàng hoàng. Do đó tôi nói có các bạn nghe là nói về Facebook hay là Vương Phạm hay Johnny Đặng, tôi cũng phải nghiên cứu để tôi nói, chứ không phải nói để mà mình hạ người ta. Mình hạ người ta nói để làm gì? Trong câu chuyện này tôi nói với vừa Johnny Đặng và Facebook không có vấn đề gì xảy ra cả. Vài tháng nữa, vài năm, vài tháng nữa người ta vui vẻ được trở lại cho các bạn xem. Sau khi đồng về Bitcoin nó tăng phi mã lên, người ta sẽ vui vẻ lại cho các bạn xem. Và đó cũng là cách PR thị phi. Và đối với chúng tôi làm về YouTube thì chúng tôi thấy đó là cách PR thị phi rất là thông minh. Hiện tại các bạn lên trên mạng các bạn xem, nhiều người xem đồng cái đồng mình đi đam bên coi đó thì đồng bên cao thôi. Ok, thì Thiền Am cũng đang dùng cái thị phi đó để mà tìm thêm khán giả cho mình. Và suốt 2 năm nay từ 1.400.000 khán giả họ đã tăng lên được 2.040.000. Tại sao vụ án 50 người này kéo dài hoài mà không chịu thương thảo với nhau, không chịu ngồi xuống với nhau để mà tìm ra tiếng nói chung? Tại sao Thiền Am là nơi tu hành mà đi thưa gợi khởi người khác, rồi sau đó làm cho người khác ở tù 2 năm bồi thường 3.3 tỷ? Như vậy Thiền Am làm gì đúng hay sai? Tôi cho dư luận tự trả lời, tôi không trả lời vấn đề này. Để các bạn bảo rằng là mình ăn hiếp Thiền Am nữa, các bạn tự suy nghĩ nha. Các bạn fan Thiền Am luôn, tự suy nghĩ những cái lời Phương Nga Mobile nói đúng hay là sai. Các bạn cứ dùng những cái lý thuyết mà nó không đúng với thực tế và nó đi ngược lại với đạo đức thì người ta sẽ không binh vực Thiền Am nữa đâu. Các bạn thấy là CEO Nguyễn Phương Hằng khi bước xuống Thiền Am, đi bằng cái xe xịn xuống Thiền Am, nó có ai ra bảo vệ Thiền Am không? Không có ai cả. Còn cô Lan xuống bảo vệ Thiền Am bị liệt vào danh sách phản động. Hôm đó cô Lan mà hó hé là bị hai anh áo sọc áo đỏ đó bắt ngay. Tôi nói cho người biết như vậy, hôm nay tôi nói tẹt phóng heo cho các bạn nghe luôn đó. Hôm đó cô Lan chỉ cần la làng sùm là hai anh áo xanh áo đỏ đó ra bắt cô Lan ngay, chứ không phải là cô Lan đi mướn hai anh áo xanh áo đỏ đâu. Tôi nói các bạn nghe như vậy. Và cô Lan hôm nay xuống sức rồi, cô Lan còn không biết cái ngày mà xét xử vụ 50 người này ngày nào nữa, trong khi cô Lan rất thân với người Thiền Am. Tôi không hiểu là tại sao, không biết là tại sao nữa. Và Thiền Am mướn một lượt 5 luật sư, tôi càng không hiểu là tại sao nữa. Tâm từ và tâm từ lượng của người có đạo Phật ở đâu? Tình thương, tha thứ và giúp đỡ ở đâu? Còn nữa hay là không? Tôi nói như vậy là sẽ làm cho khán giả rất là bực bội với lời nói của tôi. Nhưng thực tế tôi phải nói, chúng ta là người tu hành, chúng ta đem lại cái đức cho người khác, chúng ta đem đức cho các chú tiểu để sau này chúng nó sống cuộc sống bình yên. Nhưng chúng ta cứ kéo dài sự việc này ra hoài để cho thị phi dồn lên Thiền Am, và Thiền Am được gây được sự chú ý trên dư luận. Chính những người bên Thiền Am bảo rằng đây là cái yêu cầu của dư luận, mà dư luận yêu cầu Thiền Am xét nghiệm ADN thì Thiền Am không chịu. Chết mồ rồi, chắc nứt cái điện, nói hơi chắc nứt cái điện thoại một lần nữa quá các bạn. Thiền Am bảo rằng Thiền Am sống nhờ dư luận, mà bây giờ dư luận yêu cầu Thiền Am xét nghiệm ADN thì Thiền Am không cần. Thì mình đã nói rồi đó, xét nghiệm nhiều tiền quá, tiền đâu xét nghiệm thôi, chừng nào công an kêu xét. Đơn giản như vậy thôi thì giải thích được. Tại sao Thiền Am lại bảo rằng khán giả cho tiền, fan Thiền Am cho tiền Thiền Am để Thiền Am mướn luật sư, bây giờ khán giả yêu cầu Thiền Am xét nghiệm ADN Thiền Am không chịu? Chính vì chỗ đó đã gây được sự phẫn nộ của khán giả. Và những người đã từng cho tiền Thiền Am, họ đã bắt đầu quay ngược lại Thiền Am. Họ yêu cầu Thiền Am trả lời họ cho biết rằng thực tế các chú tiểu
trong thiền am có phải là trẻ mồ côi là không? Tôi xin nhắc lại các bạn một lần nữa, có hay là không? Còn đối với bản thân tôi, có hay là không tôi không quan trọng. Quan trọng là phong cách sống, sống thế nào tốt thì thôi. Tôi không quan trọng là có mồ côi là không. Mà tôi là tôi kỵ nhất cái sự lượn lon đó. Thiền am mà lượn lon chắc tôi mổ bụng thôi, chứ làm cách nào bây giờ? Tôi hứa khán giả tôi mổ bụng các bạn. Chắc tôi phải mổ bụng thôi chứ làm sao bây giờ. Đây là cái lá đơn mà những cái người bên bảo vệ thiền am không biết. Tôi không biết là tại sao nó không biết. Ghi rõ ràng trong đó là ngày là 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 mà các bạn lại không biết, thì tôi không biết là các bạn bảo vệ ai. Các bạn chỉ bảo vệ túi tiền của các bạn thôi. Khán giả thiền am nên mở con mắt to ra. Chỉ có sự thật mới có thể là giúp thiền am vượt qua thôi. Còn không có sự thật mà trong quá khứ thiền am lỡ lời, giống như anh Facebook anh lỡ lời mà nói tôi có 10 triệu Bitcoin vậy đó, đã đẩy ảnh đến một cái sự nguy hiểm rất là cao. Nhưng cuối cùng đắc nhân tâm của ảnh đã trỗi dậy và ảnh đã rằng mọi người đừng có mua Bitcoin nữa. Đó là hành động, tôi nghĩ là hành động đã tâm từ. Và trong cái lúc mà ảnh suy nghĩ về người Việt Nam bị lừa gạt đồng Bitcoin thế nào đó, là ảnh mở miệng ảnh nói luôn. Chính vì điều đó mà cái người sáng lập ra Bitcoin này, ông Duy Đặng, ông không thích. Do đó ông đi kiếm chuyện với Facebook về Vương Phạm mà thôi, đơn giản như vậy thôi. Tại sao Facebook không im lặng để hưởng được cái lợi sau này? Tại sao Facebook không chịu mà nịnh bợ ông Duy Đặng để Facebook có thêm tiền nữa? Tại sao vậy? Người ta nói ngay từ đầu rồi, người ta không làm cái gì đó vì tiền và người ta cũng không có quảng cáo cái đó vì tiền. Tôi nói các bạn nghe, chúng ta càng gần đồng tiền mà đồng tiền nó không do chúng ta làm ra thì chúng ta sẽ bị nó sai khiến. Mà khi mãnh lực đồng tiền nó sai khiến thì chúng ta làm bất chấp đúng sai. Khi mà chúng ta nhận tiền người khác rồi mà chúng ta làm bất chấp đúng sai thì cái lời nói trên mạng của chúng ta còn giá trị gì nữa không? Nhưng những người bên tiền am vẫn thích nghe những lời đó, họ không chịu nghe những lời thật của mình nói. Đó, nước đến chân thiền am rồi đó. Sau cái vụ 50 người này nó mà kết thúc thì thiền am sẽ bước vào cái vòng 2 của sự thị phi, mà người làm ra sự thị phi này không ai khác, đó là CEO Mỹ Phương Hằng. Các bạn thấy là những ca sĩ, những diễn viên mới đầu tiên tôi không sao kê, cuối cùng tôi nói đều muốn bị cơ quan pháp luật khởi tố luôn đó các bạn, chứ đừng có giỡn chơi. Các bạn tưởng đó là giỡn chơi mà các bạn bảo rằng là bà Hằng lấy tư cách gì thử. Tôi nói các bạn nghe, từ từ, thiền am chỉ có 2 triệu khán giả, những cái diễn viên nổi tiếng người ta 15 triệu, 10 triệu khán giả, người ta còn sất bất sang bang. Số tiền người ta tới mười mấy hay 100 mấy chục tỷ người ta còn sất bất sang bang. Các bạn giống như đồ chơi, các bạn nói chuyện giống như đồ chơi. Và tôi nghi ngờ những cái người này là những người trong một băng nhóm lừa đảo nào đó. Chứ nếu người thật sự yêu mến thiền am thì người ta phải tìm sự thật bảo vệ thiền am thôi. Mà nếu thiền am có sai phạm thì lên trên mạng thật sự nói với khán giả, tôi vào thời điểm đó tôi đã nói sai, giống như anh Facebook vậy đó. Chính vì điều đó mà tại sao tôi phải đứng lên tôi phản biện cho anh Facebook, mặc dù tôi biết rằng trong câu chuyện đó anh ta cũng có một phần lỗi, là anh ta đã lên trên mạng anh ta nói rằng tôi có giữ 10 triệu Diamond Coin làm cho khán giả tin tưởng, ảnh khán giả mua vào và đồng tiền nó tăng giá lên thôi. Và khi nó tăng giá lên thấy mức cao quá thì cái người ta kiếm chuyện với ảnh, người ta kêu ảnh gửi tờ tiền đó cho người ta để người ta bán, người ta lấy tiền. Chỉ có đầu tư 60.000 đô mà bây giờ thu lại là 1.500.000. Các bạn thấy ghê chưa? Đó, nhưng mà anh em bạn thân mà thân ai nấy lo thế nào đó. Thì cuối cùng ông Facebook này đúng ra ông im lặng là không sao cả. Ông đang sống ở trên đất Mỹ mà ông dám lên ông đụng với ông Johnny Đặng, có bị biết là như thế nào. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ là đã có sự dằn xếp thế nào đó thì anh Facebook ảnh mới dám lên trên mạng nói như vậy. Vì đắc nhân tâm của ảnh, ảnh không đành lừa gạt những khán giả của ảnh. Thì thiền am cũng phải học hỏi anh Facebook, lên trên mạng nói thẳng với khán giả luôn. Tại vì xa xưa chúng tôi khổ quá, chúng tôi nói như vậy đó, nhưng mà không phải như vậy. Không cần phải thử ADN nữa, chúng tôi chấp nhận là xong, có ai trách đi đâu. Tôi là người đầu tiên ủng hộ thiền am nếu thiền am lên trên mạng đó, và tôi sẽ kêu khán giả vào đó ủng hộ cho thiền am. Nếu thiền am mà lên trên mạng nói lên sự thật, tôi sẽ kêu gọi các khán giả ủng hộ lại cho họ. Vì sao? Chúng ta đánh người chạy đi, không ai tránh người chạy lại. Các bạn nên nhớ điều đó. Tại sao Facebook phải lên trên mạng nói với mọi người rằng đừng có mua đồng Bitcoin nữa, sợ một ngày nào đó người ta sẽ bị mất tiền. Đó là sao? Trong tâm ảnh, cái đắc nhân tâm của anh suy nghĩ, ảnh chính là cái người gián tiếp mà hại khán giả của ảnh. Cho đó ảnh mạnh dạn lên trên mạng anh nói. Ảnh nói như vậy chẳng những ảnh không bị người ta chê trách, chắc nhiên có chê trách, một số người chê trách, nhưng
ảnh nhận được được một cái sự ủng hộ rất nhiều người, đặc biệt người Việt Nam, những người đã đặt lòng tin thương yêu ảnh. Ở đây tôi cũng nói như vậy để làm chi? Tại sao tôi nói về Facebook như vậy? Tôi cũng muốn Thiền Nam cũng giống như vậy, lên trên mạng nói giống như anh Facebook. Cái đó là lo lỗ của tôi. Tôi không muốn mọi người bị lừa gạt như vậy nữa. Mọi người nên ngưng thôi. Giống như vậy, cũng giống như Thiền Nam đã có một cái lỗi gì đó, Thiền Nam cứ lên trên mạng Thiền Nam nói tôi bị như vậy, hồi thở xa xưa tôi làm như vậy, nhưng bây giờ tôi thấy cái đó là sai, tôi không làm nữa. Xong, ai làm gì được. Nhưng Thiền Nam im lặng. Mà đụng chuyện là Thiền Nam phải đưa khán giả vào. Thiền Nam đưa khán giả vào, nhưng mà khi khán giả yêu cầu thì Thiền Nam không chịu làm. Phải đối diện thực tế, phải anh hùng như ông Facebook vậy đó, thì người ta mới nể, người ta mới theo, đúng không? Cho dù ông Facebook đâu có làm sai chăng nữa, ông cũng đã hồi tâm chuyển hướng của ông, nói mua Bitcoin là sai lầm, đừng có mua. Đâu? Ông nói như vậy đồng Bitcoin thập tức xuống liền. Tại sao anh không nói là mua đi, tôi mua nhiều lắm, lời lắm, sao mới nói gì đi? Các bạn phân tích theo một chiều, các bạn không phân tích theo hai chiều. Đó là tâm từ và đó là sự giác ngộ. Khán giả yêu mến mình quá à, lỡ mai ta mất tiền tội nghiệp người ta, lên trên mạng chơi luôn. Tôi chơi mà tôi có bỏ mạng ở trên đất Mỹ tôi vẫn chơi. Đó là một cái người mà tôi phải nói là gọi là một người dám chơi dám chịu, dám chơi dám chịu dám chung. Dân chơi mà, và có những cái kinh nghiệm sống nào ảnh đều đưa lên mạng. Tại các bạn không chú ý đó, cái hôm Facebook bị bắt ở Canada đó, anh ta cũng đã lên tâm sự với một người khoảng 22 phút. Ừ, lúc nhỏ bán như thế nào, chơi game chơi thế nào, có tiền chơi không thế nào, rồi lớn lên thấy bạn bè nó làm thế nào mình làm theo. Đó là tôi nói thật sự các bạn, là đó là những lời tâm sự rất chân tình mà cái người kiếm tiền muốn san sẻ cho cái người không kiếm tiền được. Chứ không phải ai lên mạng cũng tốt đâu các bạn. Đó, chính vì điều đó là hôm nay tôi cũng lên, tôi cũng nhắc nhở mọi người có cái sự sai lầm nào đó thì nên mạnh dạn. Chúng ta lên trên đó chúng ta thổ lộ cho mọi người. Chỉ có sự thật mới giúp chúng ta chuyển bại thành thắng. Chỉ có tâm từ, chỉ có đức độ và có đạo đức thì mới giúp chúng ta vượt qua cơn hoạn nạn mà thôi. Chúng ta đi phẻ ra. Các bạn thấy là hai video của anh chàng Facebook đã đạt được top 1 và top 2 thịnh hành. Có ai thấy được chưa? Đó là những gì mà khán giả đã tin tưởng ảnh và ảnh nhận dạng lên chấp nhận. Ừ, các khán giả đừng có nghe nó lùa gà, dịch lùa gà quá. Tôi thấy nhiều khán giả tôi bị lùa quá, mất tiền quá, tôi sót tôi không ấy. Và tôi lên trên mạng tôi nói, thì mặc dù tôi biết tôi nói gì là tôi sẽ bị mất rất nhiều tiền hay là mất rất nhiều danh dự, nhưng tôi phải nghe nói. Chúng tôi vẫn còn muốn Thiền Nam lên trên mạng nói như vậy, nhưng Thiền Nam vẫn không. Bây giờ Thiền Nam lại phô trương sức mạnh, mướn cả 5 luật sư thì tôi cũng không có tay luôn. Các bạn khán giả yêu mến Thiền Nam vẫn cứ tiếp tục yêu mến Thiền Nam thôi. Còn những người như tôi thì tôi thấy là có sự bất bình trong câu chuyện này. 5 luật sư đó mướn bao nhiêu tiền? Số tiền đó quy thành sữa cho mấy cái chú tiểu ở trong đó đó. Nó uống không biết là mấy năm nó mới hết. Mà chúng ta là người tu hành, mà chúng ta đi thưa gửi luật sư giỏi quá, Châu Vinh quá, Châu Vinh hoài thì đó, đang án treo, thưa thành án giam luôn. Tôi nói mọi người thấy giỏi chưa? Nhưng mà chúng ta là tu hành mà chúng ta đẩy người ta vào tù. Tôi lại một lần nữa tôi lại có cái sự mà chắc làm một video clip xin lỗi quá. Tôi nhớ cho ông thầy Thích Nhật Từ, tôi qua tôi cà khịa ổng. Vì yêu mến thì ngang tôi qua tôi cà khịa, gần nào ổng thuyết pháp tôi qua cà khịa hết. Chắc tôi làm một video clip xin lỗi quá. ông Toán Trần, ổng đi chửi ông thầy Nhật Từ, ổng sỉ nhục thế nào đó. Bị thầy ông thầy Thích Nhật Từ ổng thưa. Cuối cùng là Toán Trần chỉ xin lỗi ông thầy Thích Nhật Từ là ổng bỏ qua ngay. Đúng ra ở tù đó, mà ổng thưa thôi. Ông thưa cho biết cái tội đó thôi rồi ông bỏ. Các bạn thấy so sánh rõ ràng. Bây giờ tôi thực tế là tôi đứng kẻ giữa, tôi thấy rõ ràng. Có phải đó là tâm từ người ta không? Người ta chỉ hù cho anh sợ thôi, để sau này anh đừng có nói như vậy nữa, đừng có xúc phạm người ta nữa là xong. Phải chi lúc đó mà ông thầy Thích Nhật Từ ông giống như bây giờ, hay là ông giống như Thiền Nam bây giờ, là ông Toán Trần ông giờ này chắc chưa ra đâu, còn nằm ở trong kia uống nước trà trong đó chưa ra đâu. Các bạn tự suy nghĩ đi, ai ác hơn ai các bạn tự suy nghĩ đi, tự các bạn nói ra, tự các bạn trả lời thôi, chứ các bạn không cho dư luận người ta lên tiếng. Ok, thì cái bài video phân tích đến đây thì kết thúc. Thì cái vấn đề gì Facebook nha các bạn, Facebook tiếng Anh mình dở quá. Thì cuối cùng anh ta đã nhận được cái sai của ảnh, là ảnh đã kêu bởi đầu tiên ảnh khoe ảnh có Dynamite Coin, khán giả thấy gì khán giả mua theo, làm cho cái đồng này tăng giá. Sau này anh thấy rằng có cái sự bất lợi nào đó, mà cái người bất lợi nhiều nhất không phải là ảnh, mà là khán giả của ảnh.
Anh lên trên mạng, anh cùng với em Dương Phạm là nói đời đừng có mua nữa nha. Thì lập tức cái đồng này lao xuống dốc. À, chính vì do đó mà gây ra cái cuộc cãi giả vợ cho đi Đặng và em Facebook. Tuy nhiên cái vấn đề tôi nói ở đây ra là Facebook đã gắng cố gắng để mà nhận lỗi với khán giả mình. Đó là vấn đề rất hay. Tôi học hỏi vấn đề đó, đơn giản như vậy thôi. Và Thiền Nam cũng vậy. Cái nào tha thứ được chúng ta tha thứ. Chúng ta không tha thứ được thì thôi. Nhưng một người tu hành mà thương người khác để người khác đi vào tù tội, nên xem lại, so sánh ngược lại với ông thầy Thích Nhật Từ. Thưa em Tốn Trần, nếu ông thầy Thích Nhật Từ mà ông suy nghĩ giống như vậy, là em Tốn Trần đã đi vào xà lim ở rồi, nhưng mà ông chỉ kêu xin lỗi thôi. Xin lỗi thôi rồi cho đi về. Các bạn thử, các bạn thôi coi kỹ lại trong câu chuyện này, ai ác hơn ai. Tôi câu trả lời đó tôi cho các bạn trả lời, tôi không trả lời. Tại vì tôi có suy nghĩ các khác của tôi không thể hướng khán giả đi vào cái suy nghĩ của tôi được. Ok, một lần nữa cũng xin cảm ơn và tổng chào tất cả mọi người. Cảm ơn 154 khán giả. Không biết có khán giả của Facebook không ạ? Ai khán giả của Facebook vô like cho mình đi các bạn. Còn không phải gì thôi. Thì một lần nữa cũng xin cảm ơn Facebook cũng đã cho chúng ta biết được một cái sự thật. Và còn những sự thật trong câu chuyện đó nữa mà chúng tôi không nói. Để có điều kiện chừng nào và chúng tôi cảm thấy là giữ được cái sự bí mật cho người khác, tôi giữ, tôi không giữ được thì thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tổng chào tất cả mọi người. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.